Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe TV. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho tất cả các bạn dòng xe được bán chạy nhất hiện nay. Và đây cũng chính là chiếc xe rất là tốt và độ bền cao nha các bạn. Đồng thời nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Đây chính là chiếc xe N900 của Jack nha các bạn. Năm 2022. Chiếc xe này nó phải nói là cực kỳ đẹp. Và nó có cái cabin rất là hoành tráng, rất là to nha các bạn. Cabin này là cabin vuông kép có giường nằm. Đấy, cho nên là chiếc xe này nó rất là rộng rãi, thoải mái. Và quan trọng nhất là cái giá thành nó phù hợp nha các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy chiếc xe này nhìn nó rất là đẹp nha các bạn. Chiếc xe này cái mui lướt gió bên trên các bạn nhìn thấy nó rất đẹp nha các bạn. Thì khi mình gắn cái mui lướt gió như thế này thì khi mình chạy trên đường, cái phần thùng phía sau nó cao hơn thì nó sẽ không bị cản gió nhiều nha các bạn. Điều này nó cũng là một trong những điều giúp tiết kiệm nhiên liệu khi mình chạy nha các bạn. Chiếc xe này là chiếc xe Jack N900 năm 2022, tải trọng của nó là 9,1 tấn. Và chiều dài thùng của nó là 7m, chiều ngang là 2m28 và chiều cao là 2m15 nha các bạn. Xe này sử dụng động cơ Cummins 3.8 lít có turbo tăng áp. Cho nên công suất của nó rất mạnh. Công suất của nó lên đến 125 kW ở cái vòng tua là 2600 vòng trên 1 phút nha các bạn. Cho nên mình chạy chiếc xe này thì mình tăng tốc nhanh. Đồng thời cái nhiên liệu nó tiêu tốn rất là ít nha các bạn. Giống như trước đây từ năm 2016-17 thì Jack có một cái dòng 9 tấn 1. Thì khi đó sử dụng động cơ phao các bạn. Động cơ phao thì công suất của nó chỉ có 110 thôi các bạn. 110, mặc dù là động cơ của nó là đến 4.8 nhưng mà công suất chỉ có 110 kW thôi các bạn. Cho nên nó tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn, đồng thời công suất nó thấp hơn, cho nên nó cũng sẽ yếu hơn cái chiếc xe này nha các bạn. Tiêu chuẩn khí thải của chiếc xe này là tiêu chuẩn Euro 4 nha các bạn. Thì chìa khóa xe này sử dụng chìa khóa thông minh, điều khiển từ xa nha các bạn. Đấy, các bạn phải nói là nhìn thấy chiếc xe này nó cực kỳ đẹp và sang trọng nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến để tìm hiểu chi tiết xem chiếc xe này nha các bạn. Nhìn tổng quan cái phần cabin nhìn nó cực kỳ đẹp các bạn. Ở phía bên trái này thì chúng ta sẽ thấy để chữ C là chữ Cummins nữa các bạn. Cummins là của Mỹ nha các bạn. Và bên phần chữ Jack nha các bạn. Đây, và đây là chiếc N900. Hệ thống đèn của nó là đèn đứng nha các bạn. Đèn chiếu xa, đèn chiếu gần. Đấy, và bên dưới là đèn cản. Đồng thời xe này nó có được hai cái móc phía trước nhìn nó rất là ngầu và cứng cáp chắc chắn nha các bạn. Còn cả bên dưới, nói chung là nhìn từng chi tiết nó là nhà máy thiết kế rất đẹp các bạn. Và nó cực đẹp. Bật lên xuống thì có hai cái bật lên xuống nha các bạn. Lốp của chiếc xe này là sử dụng lốp 825-20 nha các bạn. Rất đẹp các bạn. Phải nói là khi mình trùm cái bạc lên nữa thì chiếc xe này nhìn nó rất là to. Được rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng đi vào bên trong cái phần cabin để mình tìm hiểu chi tiết nha các bạn. Để mình xem thử trong này nó có cái điều gì không nha. Có cái gì mới không nha các bạn. Khi mình mở cái cabin ra thì đập vào mắt chúng ta thì sẽ thấy một cái tấm bi cửa cực kỳ sang trọng. Nhìn nó thiết kế nó thể thao các bạn. Với lại cái tấm bi cửa này là chấp bi cửa loại chống bám dính vân tay, cũng như là cái loại nhựa là một loại nhựa cực kỳ tốt, loại nhựa vân các bạn. Và bên dưới là hai cái bật lên xuống các bạn. Cái bật lên xuống của cái đời xe từ năm 2020 tới 2022, là hiện nay là 2022 các bạn, thì cái bật lên xuống của nó được thiết kế được gắn trong chassis, có cái bệ đỡ ra nha các bạn. Cho nên là cái nó rất là chắc chắn và cứng cáp nha các bạn.
nó không giống như cái đời xe từ năm 2016. Ở vị trước thì có bật lên xuống thì nó không có cái bìa đỡ, nó chỉ có cái phần nhựa không các bạn, cho nên là nó rất là dễ bị gãy bể và hư hỏng nha các bạn. Chiếc xe này khi mình chạy với tốc độ 40 km/h thì hệ thống cửa nó sẽ tự lắp cửa tự động nha các bạn, để đảm bảo an toàn trong quá trình mình lái xe. Đây, bữa nay buổi chiều rồi các bạn, không có ai quay cho nên là mình cũng quay, mình review, thấy chiếc xe đẹp quá mình cũng review cho các bạn xem thôi các bạn. Đây, cái vô lăng của chiếc xe này thì có 4 cháu nha các bạn. Đấy, bên cái phần phía bên này thì có cái phần rảnh tay nghe, mình tắt mở cái chuông này, rồi tăng giảm âm lượng này, chuyển bài hát này, hoặc là chuyển kênh này các bạn. Phần giữa là cái phần logo jack rất đẹp. Và phần bên trái này là cái phần điều chỉnh hệ thống ga tự động, cực kỳ đẹp các bạn. Và đây là cái chìa khóa của nó nha các bạn, chìa khóa của chiếc xe mình có thể gấp lại được nha các bạn. Đấy, chìa khóa nó cũng cực kỳ, có nút mở này, khóa này, và bên này là chìa jack này các bạn. Đấy, mình sẽ mở cái phần táp lô lên để các bạn có thể xem chi tiết nha các bạn. Ở trên cái phần táp lô thì nó thể hiện rất là nhiều thông tin, thông số an toàn của chiếc xe, cửa đóng mở vân vân. Đồng hồ, hai cái đồng hồ áp suất bên trái này nè các bạn. Rồi đến vòng hồ, đồng hồ km, đồng hồ công tơ mét đó các bạn. Và phía giữa là cái chữ jack và nó fuel shortage là cái nhiên liệu đó các bạn. Nó đang cảnh báo là nhiên liệu hiện đang ở cái mức thấp, còn ít. Và cái đoạn đường, quãng đường vừa mới đi được là 18 km. Đồng thời cái audio là cái phần cái công tơ mét đó các bạn, cái số km đã đi, tổng đã đi được là 41 km nha các bạn. Vì chiếc xe này chạy bên kia qua cho nên là nó được 41 km. Thế là các bạn, cái phần tiếp theo là vòng tua máy các bạn. Đấy, cửa đóng cửa mở là nó báo này các bạn. Và tiếp theo là bằng nhiệt độ của động cơ này, phía dưới là nhiên liệu này, bình nhiên liệu này. Và cũng giống như những cái xe khác của Jack thì chiếc xe này được thiết kế cái phần táp lô cửa, cái táp lô bên trong cabin rất là đẹp và sang trọng các bạn. Mà dù nó cũng không có nhiều cái điều nổi trội ghê gớm, nhưng mà nó được thiết kế phải nói là nó tinh tế các bạn. USB nè, chỗ này là cổng USB nè các bạn, với lại cổng AUX. Đấy, đây các bạn thấy nè. Và bên dưới là hệ thống quạt máy lạnh. Đấy, bên dưới là cái mồi lửa cảnh báo nè. Và cái hộc đĩa đồ nè các bạn, đĩa đồ điện thoại rất thoải mái nha các bạn. Chỗ này tôi cũng có cái đĩa nước nè. Bên này thì có cái phần cốp này các bạn. Mình sẽ mở. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha các bạn. Đây, cái phần cốp thì nó cũng không có lớn lắm nè. Trong này là có cà sẵn, trong nhà máy đã cà sẵn số khung số máy để bỏ trong này, để khi mình đăng ký xe mình khỏi phải tốn thời gian để mình cà nha các bạn. Ngồi trong xe thì cái hệ thống kính được thiết kế hai tầng kính rất rộng rãi, giúp mình tài xế ngồi bên trong quan sát dễ dàng hơn nhiều nha các bạn. Bên trên thì có một kính chiếu mờ cũng rất to. Chung chiếc xe này rộng rãi các bạn, cực kỳ rộng rãi. Và bây giờ mình sẽ quay đến cái hệ thống số nha các bạn. Số thì có 6 số tiến, 1 số lùi. Đấy, số nó cũng rất nhẹ nha các bạn, mình vô nó cũng dễ lắm các bạn. Đấy, nhẹ nhàng êm ái các bạn. Bên trên thì có một cái đèn ở đây, đồng thời ở trên nữa thì có một cái cửa sổ
cửa sổ để khi mình buổi tối mình bật được các bạn, cho nó mát, mình không mở máy lạnh thì mình bật ra cho nó mát các bạn. Đây. Và phía sau đây là cái giường nha các bạn. Cái giường này thì mình một người nằm rất là thoải mái nha các bạn. Đấy. À, hai người nằm cũng được nhưng mà hơi chặt tí thôi. Chung là nằm cũng rất thoải mái nha các bạn. Và động cơ của chiếc xe này thì nó cực kỳ êm ái nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái phần bên dưới để mình xem phía thùng sau. Thì trước khi đi xuống cái phần bên dưới thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái phần của cái dí trước cũng như cái phần động cơ bên trước như thế nào nha các bạn. Đây cái phần dí trước này các bạn. Lắp hệ thống két nước này các bạn. Nhíp trước này các bạn. Nói chung chiếc xe này được thiết kế rất cứng cáp và chắc chắn các bạn. Từng chi tiết của nó được thiết kế nói chung là rất đảm bảo. Chassis của chiếc xe N900 này thì cái độ dày cũng như là cái chiều rộng của nó cũng to hơn so với các dòng xe cùng phân khúc khoảng 3 cm nha các bạn. Lọc dầu nè các bạn. Và bình nhiên liệu bình dầu này là bằng một loại hợp kim nhôm, một loại hợp kim không có bị rỉ sét cũng như là bị bay màu biến hình biến dạng theo thời gian nha các bạn. Nếu mà không có tác động bằng đường vật lý thì nó sẽ không có bị biến bay màu hay là biến đổi hình dạng theo thời gian các bạn. Đây là cái phần hộp số. Hộp số này là hộp số phát của Đức nha các bạn. Động cơ là động cơ của Mỹ. Và mình nói những cái phần này không phải là mình bịa thêm đâu các bạn. Bởi vì khi mà các bạn, các anh chị mình tới mình xem thì mình cũng biết được là cái xe nó như thế nào. Đây là hệ thống khí thải Euro 4 nha các bạn. Ở trong cái bù, ngay chỗ cái đoạn bù này thì cũng có cái chiếc cumin nè các bạn. Tức là nó đi theo cái động cơ cumin đó các bạn. Quay mình xem rõ hơn nha các bạn. Cứng cáp và chắc chắn vô cùng các bạn. À, với cái giá tiền nó vừa phải. À, chiếc xe này thì giá nó cũng tầm 700 mấy. Là lăn bánh rồi các bạn. Cái cầu sau rất lớn nha các bạn. Cầu sau và đồng thời hệ thống nhíp cũng rất to và chắc chắn, nhiều lá nhíp, nhíp hai tầng nha các bạn. Cầu cực kỳ to. À, có những khách hàng của mình ở Đắk Lắk, Đắk Nông thì có thể chở được tới mười mấy, 18, 19 tấn luôn nha các bạn. Đi đường đều dốc rất là thoải mái. Đó là mình nghe phản hồi từ khách hàng đó các bạn. Chứ mình thực tế thì biết nó chở được như vậy nhưng mà theo quy định thì nó không có được đi theo những cái đoạn đường căng tải trọng mà thôi các bạn. Chứ còn ví dụ mình đi cái đoạn đường gần thì mới chạy thoải mái các bạn. Thì mình sẽ quay cái cầu sau cho các bạn xem nha các bạn. Hệ thống phanh hơi lốc kê nha các bạn. Nhưng cái dàn chân của chiếc xe này dài mình cũng yên tâm các bạn, bởi vì nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Bây giờ mình sẽ quay phần sau cho các bạn xem nha. À, cái thùng này thì được thiết kế là phía sau là nó có hai cửa mở nha các bạn, hai cửa mở ra hai bên và mỗi bên thành thùng xe thì có ba bửng, trên bửng thì nó có các cái vỉ. Có ba cái vỉ các bạn. Các cái vỉ này thì được thiết kế nó cũng
tháo lắp được các bạn. Cho nên là mình có thể là theo yêu cầu mình đấm, mình chở ba led thì có thể là làm thành một tấm hoặc là nhiều tấm, nhưng mà có ti các bạn, để mình nâng hạ bẩn nó dễ hơn, thuận tiện hơn trong cái quá trình mình vận chuyển hàng hóa cũng như là quá trình mình bốc dỡ hàng hóa lên xuống các bạn. Cực đẹp các bạn. Phải nói chiếc xe này là rất sang trọng. Đằng sau này các bạn. Đây, cái chỗ này là cái phần số khung nữa các bạn. Số khung ở đây. Chắc chắn mà cào rất to nha các bạn. Xe này sử dụng tới 4 cái bình hơi là các bạn, 2 cái bình bên trong chassis và 2 cái bình bên ngoài như thế này các bạn. Và xe này sử dụng điện 24V, có 2 bình ắc quy nha các bạn. Ngoài ra chiếc xe này còn có cái hệ thống capo để giảm lực phanh, để giảm hãm phanh trong quá trình mình đổ đèo các bạn, để giúp cho cái xe của mình nó khi mình đi thì tài xế không phải dậm xuống dốc đó các bạn, mình không có phải dậm ga, dậm phanh dự phòng, vì điều này dậm lâu dài thì nó sẽ dễ bị cháy bố phanh đó các bạn, như gây nguy hiểm. Cho nên mình chỉ cần bắt cái công tắc của cái hệ thống capo là xong các bạn, thì rất an toàn. Rất đẹp nha các bạn. Phải nói chiếc xe cực kỳ sang trọng và đẹp mắt. Hiện tại là buổi chiều, mình đang ở tại cái bãi xe của nhà máy ô tô Zắc Việt Nam các bạn. Chiếc xe cực kỳ đẹp và sang trọng nha các bạn. Rất đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ xin thông tin lại các cái thông số của chiếc xe để các bạn xem sau mình có thể nắm nha các bạn. Đây là chiếc xe Zắc N900 năm 2022, tải trọng của nó là 9,1 tấn và 9 tấn mốt đó các bạn. Xe này có chiều dài thùng lọt lầm là 7m, chiều ngang chiều rộng là 2m28 và chiều cao là 2m15 nha các bạn. Cái khối lượng bản thân của chiếc xe này là 5 tấn 555 kg, có nghĩa là 5 tấn hơn 5 tấn rưỡi xíu các bạn. Và tổng tải của nó là 14 tấn 850 nha các bạn. Xe này sử dụng động cơ Cummins 3.8 lít có turbo tăng áp, thì công suất của nó đạt đến 125 kW ở vòng tua là 2600 vòng trong phút nha các bạn. Cho nên chiếc xe này nó rất mạnh, vì cái dung tích xi lanh nó vừa phải và công suất lớn, cho nên nó chạy tốc độ tốt và tăng tốc nhanh, cũng như là nó tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Xe này thì sử dụng cabin vuông kép có giường nằm, mùi nước gió thì được thiết kế sẵn luôn nha các bạn. Đấy, thì nhân tiện có một chiếc xe đẹp đến thì mình review cho tất cả các bạn xem. Thì nếu các bạn thấy mình có cái nhu cầu mình mua chiếc xe để mình vận chuyển hàng hóa thì các bạn vui lòng liên hệ với số điện thoại bên dưới. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh, thì các bạn sẽ khi mình post cái video mới thì các bạn sẽ xem được ngay nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình.
chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ. Tạm biệt các bạn.